Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Scale RC Heli của mình nha. Thì hôm nay mình mới hoàn thành cái vỏ Scale AH1 Cobra này các bạn. Thì cái chiếc này mình tự làm các bạn. Cũng mất cả tháng trời mới hoàn thành. Thì cái đây là phiên bản đầu tiên thôi, cho nên làm nó cũng chưa có thấy cũng chưa hài lòng lắm, nhưng mà nhìn cũng tạm được các bạn. Thì chiếc AH1 Cobra này mình chia nó ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là cái phần học pin đó các bạn. Phần này mình tách ra nè. Tách ra phần đầu, phần canopy mình tách ra riêng. Cái chỗ này là để pin. Càng đáp thì mình in 3D. Ở đây chưa có cái càng đáp nhôm nữa để đại cái cốt 5 ly vào đây. Còn cái phần đuôi mình cũng tách ra để mà có thể gắn beo hoặc là gắn tọt đó các bạn. Mình gắn vào rồi đó, gắn vào thì nó như thế này. Rồi cái phần đuôi này mình cũng chia làm hai phần, phần này tách ra để mà có thể gắn vào đây cái bộ chuyển đuôi ở phía sau này. Mình dặn ốc lại rồi không mở ra coi được, nhưng mà nói chung mình nó có hai phần, phần phía sau để ốp lại thôi, còn cái phần phía trước là dính vô cái thân luôn. Chiếc này thì cái phần main gear thì nó sẽ hơi khó gắn nha các bạn. Phần main gear nó sẽ gắn vào vị trí này, cho nên là cái phần kit cần phải làm sao cho nó phù hợp để gắn vào trong thân của body. Thì đơn giản thôi, cái mẫu này mình làm cũng để tặng cho một người bạn thôi, chứ cũng không có thương mại gì nha các bạn. Chủ yếu là để khoe với các bạn chơi cho vui thôi, làm chơi vui. Thì cái phiên bản này nó cũng chưa hoàn thiện cho lắm, nhìn được thôi, nhưng chưa có gọi là đẹp, xuất sắc. Gắn vô nó còn hơi khó khăn, thì hy vọng những cái phiên bản tiếp theo á thì sẽ làm nó đẹp hơn. Thì các bạn xem, các bạn cho ý kiến giúp mình ha. Đây là phần dưới của body nè, phần dưới thân của nó. Thì cái màu sơn này mình cũng sơn lót thôi các bạn, chưa có sơn thiệt, mới có sơn lót thôi. Thì khi mang về thì anh ấy, bạn của mình á, ảnh sẽ tự quyết định cái màu sơn, ảnh thích màu nào thì ảnh sơn màu đó. Này mình làm để tặng ảnh thôi. Các bạn thấy thích thì các bạn comment cho mình ý kiến ha, hoặc là góp ý giúp mình. Thì cái phần nguyên liệu của nó thì mình làm từ nhựa composite với sợi thủy tinh thôi. Cái vỏ thì cũng gọt tới gọt lui nhiều lần nó mới ra được cái hình hài như thế này. Thì những phiên bản sau mình sẽ cố gắng mình làm nó đẹp hơn và gắn kit vào để coi nó như thế nào ha. Thì cái phần về phần giá vũ khí cũng chưa có. Phần này mình cũng muốn làm nhưng mà nó chi tiết nhiều quá nên nó làm mất thời gian. Đợi ảnh cũng đợi mình lâu rồi, mình cũng thấy ngại ngại nên mình sẽ làm nhanh cho ảnh. Rồi sau này có gì mình sẽ bổ sung sau cái phần giá vũ khí mang hai bên của thân của máy bay á. Rồi thì hôm nay giới thiệu với các bạn cái mẫu AH1 Cobra này nha. Để coi các bạn xem, các bạn có cho mình ý kiến nha. Để cho mình góp ý, mình có thể ra những cái mẫu đẹp hơn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.